Chương trình đọc sách Phật giáo của tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay tủ sách Áo Lam xin bắt đầu đọc tiếp tập 11 của cuốn sách mang tên Tôi là AI của tác giả Ni sư Uya Khema, Việt dịch Diệu Liên Lý Thu Linh, hiệu Đính Bình An Sân. Kính thưa quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu tủ sách áo lam chúng con phát nguyện đọc sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến với mọi người nhé. Sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc sách, chương 13, Đạo và Quả, Mục đích tu tập bản kinh Potapada mà chúng ta đã nghiên cứu, đưa chúng ta đi xuyên suốt từ những bước đầu cho đến cuối con đường tu tập, giải thích cho chúng ta những gì cần phải làm. Lúc này, chúng ta cần nhìn lại các kết quả cuối cùng của việc thực hành theo những sự hướng dẫn này, bắt đầu từ việc giữ giới hạnh, qua định, đến tuệ. Tuệ giác dần phát sinh từ việc chúng ta nhìn ra được ngã tưởng và nhận ra được bản chất thực sự của nó là gì. Qua bản kinh chúng ta thấy rằng mình không thể thực sự là các tự ngã mà mình đã trải nghiệm được gọi là tôi mỗi cái tôi chỉ có mặt trong giây lát rồi biến mất rồi một cái tôi khác lại phát sinh có tự ngã chỉ quan tâm đến thân rồi một tự ngã khác lại lo đến các tâm hành rồi nó cũng biến mất khi tâm thức ta lại chấp vào một cái gì khác không có tự ngã nào là bền vững và đáng tin cậy cũng như là các tự ngã trong quá khứ, hiện tại, và tương lai, không có gì là chắc chắn. Tất cả đều mất tâm, chỉ vài phút trước đây ta chấp tự ngã này, giờ ta lại chấp vào cái khác. Hơn nữa, chúng ta có thể nhìn lại các tự ngã trước đây và hỏi, hiện tại, ta có thể tìm chúng ở đâu? Nhất là đối với những tính cách ta đã có trong quá khứ mà nay không còn nữa. Tự ngã nào thực sự là cái mà chúng ta gọi là Tôi. Chúng ta không bao giờ có thể nắm giữ được ngã, vì nó luôn chuyển đổi. Chúng ta có thể so sánh nó với một dòng suối uốn khúc quanh co. Nếu muốn nắm bắt dòng nước chảy, ta vọc tay xuống suối, cố nắm bắt nó, nhưng chỉ hoài công, không có gì ở trong nắm tay ta. Dòng nước chỉ chảy về phía trước, nếu không, nó sẽ không còn là dòng suối, mà là một hồ nước đọng để đến được giai đoạn này trên con đường tu tập nơi chúng ta bắt đầu nhìn thấy được ngã tưởng thực sự là gì có nhiều phương cách ca hát nhau một số người nhận thức được điều này qua ý thức về khổ họ đã quá nản lòng vì những đau khổ của bản thân đến nỗi họ có thể buông bỏ khổ mỗi khi nó phát khơi người khác thì nhìn thấy được tính vô thường của ngã Người khác nữa lại nắm bắt nó bằng cách phân tích những gì được coi là ngã và cuối cùng nhận ra rằng lý thuyết của họ dựa trên những dữ liệu không chính xác. Do đó không bao giờ có thể kết luận bằng một công thức có giá trị. Có người lại áp dụng cả ba phương cách trên. Đó là ba đặc tính của hiện hữu: vô thường, khổ và vô ngã. Anicca, Dukkha, Anatta là cốt lõi của mọi trí tuệ trên con đường tu tập quan trọng là phải ghi nhớ ba điều này trong tâm vì trong đời sống thế tục mọi thứ đều có vẻ như là thường hằng chắc chắn đem lại cho ta sự thỏa mãn và mỗi người dường như là một cá thể tách biệt rõ ràng tin theo quan niệm thế gian này thì hoàn toàn không giúp được gì cho chúng ta trên con đường tu tập chúng ta cần hết sức nỗ lực để luôn nhớ đến ba đặc tính này để so sánh chúng với tất cả những gì chúng ta trải nghiệm qua các giác quan, kể cả những suy nghĩ của ta. Nếu quên làm như thế, là chúng ta quên con đường tu của mình. Con đường đạo không chỉ có vấn đề hành thiền, dầu dĩ nhiên đó là một yếu tố quan trọng, vì không có thiền tập, tâm sẽ không thể chuyển hóa. Nhưng ngoài giờ hành thiền, ta cũng cần nhớ đến mục đích của mình và phải biết làm thế nào để đạt tới mục đích đó chúng ta có nỗ lực đúng hướng không? có cố gắng thoát khổ bằng cách nhận ra sự thật hay bằng cách tìm kiếm nhiều lạc thú khác hơn? chúng ta nghiêm theo chiều hướng nào? nếu chúng ta muốn nhận chân được sự thật, thì chúng ta phải thường tìm kiếm nó với tất cả sự tinh tấn mà chúng ta có thể có được. tâm chúng sanh thường bị che phủ bởi một bức màn, một lớp sương mỏng, hay đôi khi là cả một bức tường dày đặc có thể chúng ta cũng hành thiền nhưng chỉ là những chúng sanh bình thường. Uttarjana chưa đạt được đạo và quả là kết quả của sự tu tập tinh tấn. Một sát na đạo phát moment được biết đến như là magga và một sát na quả moment of fruition tiếp theo sau được biết đến như là phala. cả hai thứ kết hợp lại được gọi là đạo quả magga phala và là đích đến của chúng ta trên con đường đạo. Khi đạt được đạo quả, hành giả sẽ cảm nhận được một sự chuyển hóa to lớn và thường hằng nơi nội tâm. Hành giả sẽ trở thành một vị thánh, Aria, một thượng nhân, và được coi là thuộc vào dòng tộc những vị đệ tử chính thống của Đức Phật. Làm sao chúng ta đạt được sát na đạo? điều đó chẳng bao giờ xảy ra trừ khi chúng ta thực sự thông suốt được tất cả những gì được nói trước đây về ngã tường có nghĩa là hiểu điều đó từ tận gốc rễ không phải như là một điều khả dĩ mà như là một thực tại mà ta không còn có chút nghi ngờ nào chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng rằng tất cả những gì chúng ta nghĩ đến như là tự ngã chỉ đơn thuần là một ý nghĩ dầu tất cả mọi người đều tin đều nghĩ như thế cũng chẳng thành vấn đề gì đối với ta. Chúng ta có thể tự hỏi liệu những người tin tưởng như thế có hạnh phúc và tự tại không? Hay quan niệm của họ về canh ngã thực sự là nguồn gốc khổ đau của họ. Khi chúng ta hoàn toàn tin tưởng và dốc lòng muốn buông bỏ ngã tưởng, thì sẽ đến một lúc nào đó, chúng ta có thể làm như thế. Từ bỏ cái ngã không phải là dễ làm như đã nói, nhưng ít nhất nó cũng có thể được giải thích. Thời điểm thích hợp nhất để ta có thể thử nghiệm là sau bất cứ tầng thiền định nào. Sơ thiền không thực sự thích hợp, mặc dù Đức Phật nói rằng việc buông bỏ ngã có thể được thực hiện sau bất cứ tầng thiền đờ ịnh nào. Tầng thứ ba, 4, 5, 6, và 7 là những tầng định thích hợp nhất vì lúc đó, tâm hết sức tự tại và hoàn toàn không có chướng ngại, quế nhiễm khi có mặt các chướng ngại do chúng cản trở nên ta không thể nhìn thấy sự thật nhưng trong định chúng đã bị đẩy lùi sang một bên vì thế khi vừa xuất thiền tâm vẫn còn thanh tịnh và trong sáng nên đó có thể là lúc để ta nhận thức được những vấn đề khác thật ra chúng ta có thể cố gắng thử nghiệm sau bất cứ thời thiền định nào nhưng nếu định đó không đủ lâu và ổn định thì các chướng ngại vẫn còn có mặt Quan trọng là ta phải có một tâm tự tại, không bấn loạn. Ở thời điểm này, chúng ta có thể một lần nữa nhìn lại cách mà ta nghĩ về ngã, sử dụng tất cả những sự hiểu biết mà ta đã có được về sự thật là nó chẳng là gì, ngoại trừ là một vọng tường. Sau đó chúng ta có thể chắc chắn là mình có muốn buông bỏ cái khối kết hợp của thân và tâm này, mà ta nhất định rằng đây là cái tôi. Vì tâm nói một cách không do dự, vâng. Tôi muốn buông bỏ bản ngã vì tôi nhận thấy rằng đó là nguồn gốc của khổ đau. Nó không là gì cả ngoại trừ là những cái đến rồi đi và không có căn cứ trong thực tại và tâm xác định rằng đấy thực sự là mục đích tu tập của ta. Lúc đó chúng ta có thể hướng tâm một cách có chủ đích đến những gì được gọi là điểm lặng, still point. Đây là một tâm hành nơi không có gì xảy ra, nơi tâm có thể làm theo ý muốn của ta phải tuyệt đối không có mặt của bất cứ chướng ngại nào không có dấu vết của nghi như là có thể đây là tôi cố gắng để đạt được điều gì đó từ việc này như thế là không được rồi nhưng nếu tâm đủ thanh tịnh và giải thoát nó sẽ tự hướng mình đến điểm đó nơi hoàn toàn không có gì xảy ra ở một thời điểm như thế không có người trải nghiệm vì thế chúng ta không thể diễn tả sát na đạo bằng gì hơn đó là khoảng khắc của không, của sự, đứng yên. Sát na đạo này hoàn toàn khác với tầng định thứ bảy, là lãnh địa của không, không có gì cả. Trong định này, vẫn còn có người trải nghiệm, người biết chính xác điều gì đã xảy ra, đó là không có một bản thể vững chắc, duy nhất nào trong tất cả mọi hiện hữu. Còn đây là một khoảng khắc tâm duy nhất nơi mọi thứ dường như ngưng đọng tuy nhiên liền ngay sau đó là sát na quả xuất hiện với sự có mặt của một số đặc tính nhờ vậy khi thiền sinh trình lại trải nghiệm của mình các thiền sư rất dễ minh chứng rằng điều đó có thực sự xảy ra hay thiền sinh chỉ mới tiến gần đến đó hoặc đó chỉ là một ước muốn của thiền sinh không phải tất cả các đặc tính đều có mặt mỗi lần chứng quả đối với tất cả mọi hành giả nhưng một số đặc tính luôn tái hiện giây phút chứng quả có thể rất an lạc và hạnh phúc. Mà cũng có thể không được như thế, nhưng có một điều chắc chắn, không bao giờ thay đổi, lúc nào cũng có mặt, đó là khoảng khắc của một sự dài thoát hoàn toàn, giống như là khi ta vừa đặt xuống một gánh nặng vô cùng. Cảm giác được giải thoát rất rõ ràng đến nỗi nó có thể làm cho mắt ta đẫm lệ. Đó không phải là giọt nước mắt của sầu muộn mà là của sự giải thoát khỏi mọi âu lo căng thẳng cảm giác an lạc có thể đến sau mặc dù sát na quả xảy ra ngay tiếp theo sau sát na đạo có thể đến hôm sau hành giả mới trải nghiệm được cảm giác an lạc khi hành giả tái hiện lại cảm giác của sự giải thoát hoàn toàn một điều khác nữa phổ biến đối với tất cả những ai chứng nghiệm được đạo và quả sự liễu chi rằng trong một khoảng khắc không có một tự ngã nào ở đó và rằng đây là một sự thật sâu sắc nhất mà hành giả từng được biết đến sự xác tín này đặc biệt được ghi nhận trong sát na quả đầu tiên và rõ ràng như thế vì chưa bao giờ hành giả lại có được một trải nghiệm nào giống như thế trước đó trong sát na tâm duy nhất đó ngã hoàn toàn bị diệt trừ chúng ta biết một sát na tâm nhanh chóng như thế nào cái biết và cảm giác giải thoát có thể mất hai hay nhiều lắm là ba sát na cảm giác giải thoát nhẹ nhõm những giọt nước mắt có thể kéo dài và trở thành niềm an lạc sau đó nếu không phải là ngay lập tức cái biết xuất hiện ngay lập tức và khi điều đó xảy ra hành giả chứng đạt được những gì mình đã công phu tu tập có thể hành giả còn có cảm giác mất trọng lượng thân trở thành như nhẹ hơn thật ra chính là tâm đã trở nên nhẹ đã được giải phóng, nhưng tâm có ảnh hưởng rất lớn đến thân. Có phân tích rất thú vị trong Thanh Tịnh Đảo, Visuddhimagga Path of Purification, là một bộ sách dày chú giải về những điều Phật dạy, được Ngài Buddha Gossa, Phật M, sống ở Sri Lanka thế kỷ thứ năm, viết. Bộ sách này có thể khó đọc, vì nó đi vào các chi tiết nhỏ nhặt, nhưng dùng nó làm sách tham khảo thì rất hữu ích ngài bodhagosa diễn tả một dòng sông với một bên bờ sông tượng trưng cho cuộc sống thế tục và bờ bên kia là niết bàn ở bên bờ thế tục có một cây đại thụ với nhiều cành lá trên các cành có những sợi dây leo bám vào treo lơ lửng trên mặt nước sông cành cây thể hiện cách chúng ta thường nghĩ về bản thân sắc pháp của ta tính chất này vẫn có mặt trên con đường đảo vì bất cứ khi nào chúng ta nghĩ tôi đang tu tập thì đó cũng là sắc sợi dây leo bám vào cành cây tượng trưng cho sự chấp dính của ta với quan niệm về ngã chúng ta nắm sợi dây đó và với sức đầy của công phu tu tập trong lúc vẫn bám lấy sợi dây chúng ta phóng qua bờ bên kia sông nếu ở giây phút thích hợp chúng ta chấp nhận và có thể buông bỏ ngã chấp chúng ta sẽ buông tay nắm và để mình đặt chân xuống bờ bên kia. Khi đặt chân xuống bờ bên kia sông, lúc đầu ta còn cảm thấy tráng vắng, chưa vững. Chúng ta ở trong một môi trường xa lạ, mới mẻ, và còn phải tìm chỗ đứng. Không có gì bất thường, nếu sau sát na đảo, hành giả có cảm giác kích thích, giống như có một điều gì đó vừa xảy ra, nhưng rất khó diễn tả cảm giác ấy không dễ chịu mà cũng không khó chịu nó chỉ đơn thuần là một phản ứng như khi rơi xuống bờ sông ta phản ứng bằng cách lấy thế cân bằng để đứng vững lại một số người có thể lấy được thăng bằng ngay lập tức người khác phải cần đến một hay nhiều ngày hơn có người còn phải cần đến sự giúp đỡ của một vị thầy sau đó chúng ta có thể hưởng thụ hạnh phúc ở bờ sông bên kia chúng ta đã quen trở thành một người khác bề ngoài ta cũng giống hệt như lúc trước. Không có ai, có lẽ ngoại trừ vị thầy của chúng ta biết được điều gì, nhưng bên trong, chúng ta cảm thấy hoàn toàn khác. Lúc đó chúng ta đã tự động buông bỏ ba kiết sử, fetter, G, đầu tiên trong số 10 kiết sử mà Đức Phật đã diễn tả như là những sợi dây xích chúng ta vào luân hồi, Samsara, quy trình tái sinh, 10 kiết sử đó là, một, Tả kiến về thân, 2 giới cấm thủ, ba, nghi, bốn, tham, năm, sân, sáu, ước muốn hiện hữu trong sắc giới vi tế, bảy, ước muốn hiện hữu trong vô sắc giới, tám, mạn, chín, trạo cử, mười, vô minh, chính những kiết sử này đã trói buộc ta vào trạng thái duyên xanh. Đức Phật đã đặt tên cho đứa con trai nhỏ là Rahula, La Hầu La, có nghĩa là Kiết sử kết sử đầu tiên và nặng nề nhất cần được loại bỏ bằng cách bỏ qua tự ái, chuyển đổi từ tà kiến sang tránh kiến. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lại tin rằng có một tự ngã ở bên trong ta, rằng có đàn ông hay đàn bà qua cái nhìn, cay nghe, cay nghĩ, ước muốn của ta. Chúng ta không tin như thế nữa vì ta đã có chứng cứ rõ ràng để từ đó kết luận rằng tin có tự ngã là một sai lầm và là tà kiến. Nhưng tránh kiến này chỉ phát khởi đối với những ai đã đạt được sát na đạo đầu tiên, khi họ hướng tâm đến đó. Mặc dù cảm xúc nội tâm thay đổi một cách đáng kể, nó không thay đổi đến độ không còn có bất cứ cảm giác nào của một cái tôi ở bên trong. Điều đó sau này mới xảy ra. Tuy nhiên, bây giờ bất cứ khi nào câu hỏi tôi là ai hiện ra trong tâm thì chúng ta biết, không một chút mảy may nghi ngờ rằng ta chỉ là một hiện tượng của thân và tâm chúng ta biết rằng sự hiện hữu của mình là do ái dục rằng mọi ái dục đều đem lại khổ rằng ý nghĩ về một cái tôi là nguồn gốc của tất cả mọi vấn đề và rằng cả thế giới đều khổ đau vì nó tả kiến về thân sẽ không bao giờ phát sinh nữa nhưng cảm giác về một cái tôi khi chúng ta đi đứng giao tiếp với người vẫn còn đó Điều cần làm sau bước đầu tiên đó là củng cố thêm tránh kiến về ngã này bằng cách đem nó vào tâm thức chúng ta càng nhiều càng tốt, nhất là khi chúng ta phải đối mặt với một điều gì đó mà chúng ta không thích, vì đó chính là lúc cây ngã lại bắt đầu dở trò. Nếu lúc đó, chúng ta không nhớ đến chi kiến sâu sắc nhất của mình, thì chúng ta có thể rơi vào cây bẫy của phản ứng tiêu cực, vì chúng ta chỉ mới đi bước đầu tiên nhất tham và sân còn chưa được bàn đến. Khả năng để khơi dậy tránh kiến càng nhiều càng tốt là một sự hỗ trợ thiết yếu. Người đã đạt được bước đầu tiên này được coi là một vị d u l u Stream Enterer, có nghĩa là người đã bước vào dòng chảy dẫn đến Niết Bàn. Đây là một bước không thể bị thối lùi lại các kinh nói rằng người đạt được quả dự lưu sẽ có nhiều nhất là bảy kiếp sống nữa và có thể đạt được niết bàn ngay trong kiếp sống này thông thường bất cứ ai đã trở thành một vị dự lưu đều ý thức rất rõ về những khó khăn mà họ phải đối mặt do tham và sân vẫn còn có mặt và sẽ quyết định bước tới để hoàn mãn tất cả mọi việc do đó sự tu tập được có động lực thúc đẩy vị dự lưu cũng có thể diệt trừ hai kiết sử khác một là nghi là điều rất tai hại cho sự tu tập nó cản trở chúng ta làm những việc cần làm thí dụ ta để tâm suy nghĩ lung tung với những giả định xem ta có thể làm gì khác hơn do vậy ta lãng phí rất nhiều năng lượng tâm linh và thời gian mà còn có thể đi đến chỗ hoàn toàn ngưng tu tập tuy nhiên sau chứng nghiệm đầu tiên của đạo quả ta không còn có thể nghi ngờ gì về giáo lý của đức phật nữa tất cả những hoài nghi về phật về pháp và về tăng đều hoàn toàn biến mất đức phật đã nói không có ai ở đó và giờ tự chúng ta đã trải nghiệm được chân lý đó vẻ đẹp và sự tự tại của tâm trong trải nghiệm này vĩ đại tuyệt vời hơn trong bất cứ một trạng thái định nào chúng ta đầy tự tin đầy tâm nguyện đầy hàm ân và đầy quyết tâm mạnh mẽ kinh điển kể rằng khi Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ đề, ngài đã chứng nghiệm tất cả bốn sát na đạo quả một, dự lưu, hai, nhất lai, ba, bất lai và bốn a à la hán trong chỉ một thời thiền. Đối với chúng ta, muốn đạt được đạo quả đầu tiên cũng đòi hỏi bao công phu tu tập. Tuy nhiên, ít ai dừng lại khi đã được đạo quả đầu tiên đó mà cũng đáng phải làm như thế vì tâm thực sự còn có thể đi xa hơn một tâm nghi khác cũng được diệt trừ đó là nghi ngờ về chính khả năng của mình vì giờ ta biết rằng mình thuộc vào những người có thể vượt lên trên tâm thức tầm thường vì thế chúng ta tràn đầy lòng tự tin tự tin không phải là một cảm giác cao ngạo thường đi đôi với cảm giác tự ti tự tin là một cảm giác của sức mạnh nội tại khiến ta cảm thấy không phải chứng tỏ điều gì vì không có gì để chứng tỏ, không có nơi nào phải đến, không có ai ở đó. Sự vững trải nội tâm này giúp cho sự tu tập của chúng ta rất nhiều, cũng như là lòng ngưỡng vọng và tín tâm vào tam bảo, Phật, Pháp và Tăng. Kiết sử thứ ba bị hủy diệt vào thời điểm của quả dự lưu là niềm tin vào nghi lễ, giới cấm thủ nhiều nơi trên thế giới có những quan niệm rất mạnh mẽ cho rằng có một số những nghi lễ và cúng bái thực sự có khả năng thanh tịnh hóa chúng ta đến mức độ mà nó có thể giải thoát ta khỏi tất cả mọi khổ đau niềm tin này rất phổ biến ở ấn độ vào thời đức phật còn tại thế cũng như ngày nay mặc dầu chính đức phật luôn phủ nhận rằng nghi lễ cúng bái có uy lực gì giống như thế cả niềm tin sai lầm này hoàn toàn biến mất vì hành giả đã tự trải nghiệm rằng sát na đạo đầu tiên hoàn toàn không liên quan gì đến những việc như thế, mà thực sự là nó đến từ một tâm trong sáng và một ước muốn hoàn toàn buông xả. Điều này không có nghĩa là chúng ta không còn được tổ chức các nghi lễ, mà là ta không còn muốn dành nhiều thời gian và năng lượng cho việc đó và có khuynh hướng giảm nó đến mức tối thiểu. Tuy nhiên cũng có một vài khía cạnh của nghi lễ thí dụ như việc sướng tụng và tán thán các ân đức của phật pháp tăng sẽ đem lại những ảnh hưởng tốt đẹp nếu được thực hiện với tâm chánh niệm hơn là một cách máy móc điều này cũng đúng đối với các câu chú vì nếu ta chỉ chú với tất cả sự chú tâm và thành khẩn thì lúc đó tâm sẽ trong sạch không uế nhiễm trái lại nếu chỉ thực hiện một cách máy móc thì có thể miệng đọc tụng mà tâm đầy những uế nhiễm khi trở thành một vị dự lưu tâm hành giả trở nên vi tế hơn chứ ước đó nhờ vậy hành giả có thể ý thức nhiều hơn về tâm sân tham và khi chúng phát khởi hành giả cảm thấy phiền toái hơn nhiều những gì trước đây không hề làm ta khó chịu những gì ta có thể coi như một lỗi lầm nhỏ giờ trở thành là một trở ngại thực sự thật ra điều này là một động lực lớn cho sự tu tập của ta đó không phải là một cái biết hời hợt rằng ta cần phải hành xử tốt, nhưng đúng hơn là một nhu cầu muốn luôn được thanh lọc tâm. Để đi từ săn na đảo đầu tiên đến cái thứ hai, tâm cần phải nhu nguyến. Điều đó thường không xảy ra một cách nhanh chóng, đa số cần có thời gian, nhất là nếu họ còn sống tại gia. Thái độ, phong tục, và những ứng xử trong xã hội, nói chung thì cuộc sống thế tục chống lại những việc như thế. Nó không ủng hộ cách tu tập này, vì thế ta cần một nội tâm thật vững chãi. Để đến được bước kế tiếp, có hai việc chúng ta cần phải để tâm đến luôn. Đó là tránh kiến về ngã và nhất là việc quán tưởng về sát na qua. Nó sẽ không có ảnh hưởng mạnh mẽ như khi lần đầu tiên xảy ra nhưng chắc chắn là nó sẽ tái tạo trở lại cảm giác giải thoát và an lạc. Cả hai đều cần thiết và cần được tái hiện càng nhiều càng tốt quán chiếu về các chướng ngại cũng rất hữu ích xét xem chướng ngại nào vẫn còn mạnh mẽ và chướng ngại nào đã yếu kém đi nghi chướng ngại thứ năm phải được đoạn trừ hai chướng ngại đầu tiên ước muốn được thỏa mãn dục lạc và tư tưởng bất thiện là những biểu hiện của tham và sân chúng ta cũng cần quán sát chướng ngại thứ ba và thứ tư hôn trầm thụy miên và trạo hối luôn ý thức và tìm hiểu về các chướng ngại có thể giúp ta làm giảm sức mạnh của chúng hiện tại chướng ngại nào vẫn còn mạnh mẽ nhất trong tôi nó biểu hiện ra ngoài như thế nào dĩ nhiên tất cả mọi người ở bất cứ giai đoạn nào trên con đường đảo cũng cần quán tưởng như vậy điều đó cần được làm với sự hiểu biết rằng các chướng ngại này có mặt trong tất cả chúng ta và chỉ có thể được giảm thiểu bằng sự thực tập thay thế chúng ta sẽ giảm khuynh hướng đổ lỗi cho người khác nếu ta có thể ý thức về sự thiếu sót của chính mình. Các vị dự lưu dễ có sự trung thực khách quan này nhiều hơn, vì họ biết không một chút mảy may nghi ngờ rằng những gì họ quan sát chỉ là yếu tố của thân và tâm. Không có, cái ngã nào ở bên trong để có thể bị trách móc vì đã có các chướng ngại này. Những phàm nhân như chúng ta, chưa trải nghiệm được quả dự lưu sẽ gặp khó khăn hơn vì ta không thực sự thích biết đến những yếu kém của ta. Người ta cũng cho rằng vị đạt quả dự lưu không còn phạm bất cứ giới nào trong ngũ giới, kiềm giữ không giết hại chúng sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, tà ngữ và sử dụng rượu hay các chất gây nghiện. Chúng ta cần phải kiểm chứng lại việc này và xem thử chúng ta có thực sự sống trong giới luật đến độ chúng đã trở thành không phải là một gánh nặng nhưng đơn thuần chỉ là một cách sống tự nhiên. Tất cả những điều vừa nói là thí dụ của việc quán chiếu lại sự hiểu biết của mình. Review Knowledge, một việc làm đặc biệt ích lợi sau mỗi tầng thiền định. Khoảng thời gian ấy, khi tâm vẫn còn trong sáng, thanh tịnh, chúng ta khơi lại cảm giác của sát na quả, rồi sau đó xem xét lại tất cả những sự hiểu biết sai lầm về cái ngã. Chúng ta cần phải hấp thụ, internalize, sự sai lầm này nhiều lần với ý thức rằng mình không còn có ý muốn tán đồng nó nữa. Không phải là chúng ta đổ lỗi cho cây ngã, hay muốn thay đổi nó, mà đúng hơn là ta nhìn nhận nó như một điều gì do tự ta tạo ra. Chúng ta cần quan sát lại tất cả những gì đã đưa chúng ta đến sự hiểu biết này, tất cả mọi nguyên nhân chúng ta có thể tìm được. Sau đó, Chúng ta xét xem tâm có muốn và có khả năng buông bỏ mọi sự bám víu dù nhỏ nhặt tới đâu với cái tôi. Chúng ta có muốn hoàn toàn dẹp bỏ con người này không? Có thể nói một cách không dè dặt rằng bất cứ tư tưởng nào khiến cái tôi có thể trở lại liền ngay sau đó cũng là phản tác dụng. Như trước đó, chúng ta để tâm đạt được đến điểm lắng đọng, still point. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng dù ta có hết sức nhiều khi tâm vẫn không chịu nghe theo nếu thế ta cần phải xét xem ta đang bám víu vào điều gì có thể có nhiều nguyên nhân mà một trong số đó là chúng ta không muốn buông bỏ người đang biết và đang trải nghiệm này lúc đầu nhờ tác động của công phu tu tập ta sang được bờ bên kia tuy nhiên để tái hiện lại điều đó chúng ta phải hoàn toàn buông bỏ tất cả những gì có liên quan đến ngã nếu vẫn còn một sự bám víu tiềm ẩn nào đó đối với bất cứ khía cạnh nào của cuộc sống ái dục tình dục bất cứ điều gì thì chúng ta không thể tiến đến bước kế tiếp chúng ta phải quyết trí giải quyết vấn đề này tôi bám víu vào cái gì đến nỗi tôi không thể buông bỏ nó khi quán chiếu về điều này ta có thể thấy rằng nếu bám víu vào người khác chúng ta sẽ cảm thấy tùy thuộc và đầy lo âu sợ hãi người ta yêu có thể ra khỏi cuộc đời ta bất cứ lúc nào và sự bám víu đó sẽ chỉ đem lại khổ đau. Hoặc nếu bám víu vào một ham muốn, chúng ta có thể thấy rằng bất cứ sự thỏa mãn nào cũng chỉ mang đến những giây phút tọa nguyện nhất thời. Chẳng bao lâu sau, chúng ta sẽ lại cảm thấy trống vắng như trước đó, và lòng ham muốn đó lại phải được thỏa mãn lần nữa và lần nữa. Đây là tất cả những cách thức và phương tiện để nhận chân được sự dính chấp của ta, vì chúng ta thực sự muốn biết sự thật. Dĩ nhiên, cũng có những người không muốn đào sâu vấn đề đến như thế, điều đó cũng được thôi. Nhưng nếu chúng ta muốn bước vững trái trên con đường đảo, thì đó là những bước ta cần phải theo, là trí tuệ ta cần đạt được. Hành giả nào đạt đến quả vị thứ hai, sẽ trở thành một bậc nhất lai one returner, có nghĩa là họ chỉ phải trở lại thế gian này một lần nữa. Vì các bước này đều không thể thối truyền, nên cả hai quả vị dự lưu và nhất lai sẽ được tái sinh với nguyên vẹn chứng nghiệm đã có được. Vì lý do ấy, họ có thể rất ích lợi đối với kẻ khác, vì họ đã được sanh ra với sự hiểu biết chân thật cần thiết, do đó có thể truyền dạy cho chúng ta điều đó. Khi quả vị thứ hai được chứng thì tham và sân dừng lại chúng chưa hoàn toàn bị đoạn diệt nhưng đã giảm mức độ sân trở thành cảm giác bực bội và tham trở thành sự lựa chọn một sở thích tâm của vị đó không bao giờ còn bị lung lay nữa bởi tham hay sân thực sự vì sự bực bội và sở thích không thể quấy rối tâm với cùng một mức độ bực bội có thể không kéo dài như sân hần và cả hai bực bội và sở thích là những cảm thọ nhẹ nhàng hơn là tham và sân tuy nhiên một lần nữa sự quán tri review knowledge mà vị nhất lai tiếp tục sử dụng sẽ cho ta thấy rằng cả hai yếu tố này vẫn còn tạo ra khổ đau một vị nhất lai có thể hy vọng có được một sát na đảo tương tự như là nhưng không hoàn toàn giống hệt lần chứa ước đó và tiếp theo bởi một sát na quả cũng tương tự nhưng không giống hệt như sát na quả trước. Trong nhiều trường hợp, cảm giác phấn chấn, không còn rõ ràng. Cảm giác hoàn toàn nhẹ nhòm, hoàn toàn giải thoát cũng phát khởi, nhưng thường là không có nước mắt. Nó có thể rất an lạc, mặc dù cảm giác này có thể không xảy ra ngay lập tức, lần nữa, tâm đã chạm đến một sát na của không, là một trải nghiệm thực chứng. Không có nghĩa rằng thân này cây cối, nhà cửa, xe cổ, đường đi, cây cỏ và sông núi không hiện hữu. Trên bình diện tương đối chúng có hiện hữu, nhưng trên bình diện tuyệt đối, chúng chỉ là những phân tử năng lượng kết hợp lại với nhau, để rồi tan rã. Chúng hợp lại dưới một số hình thức nào đó và tạo ra các hiện tượng. Khoảng khắc của không là khoảng khắc khi mọi thứ đều tan rã và chưa phát sinh trở lại. Tuy nhiên, trước các sát na của đạo quả hành giả phải đạt được một số tuệ chi đầu tiên là thân và tâm là hai tùy thuộc vào nhau nhưng không giống nhau thứ hai là tất cả vạn pháp đã sinh thì phải diệt thứ ba là sự hoại diệt rằng tất cả mọi thứ đều sẽ hoại diệt khi chưa chứng được đạo sự hiểu biết này có thể tạo ra một nỗi sợ hãi tốt cùng nếu điều này xảy ra Hành giả cần trình bày với một vị thầy để được có thêm can đảm. Chúng ta cần biết điều đó hoàn toàn tự nhiên vì sợ hãi là một bước trên con đường trí tuệ. Sự hiểu biết về nhân và quả cũng nằm trong những khoảng khắc trí tuệ này. Như chúng ta được biết qua bản kinh này, có một cái ngã thô phù, cấu tạo bởi bốn yếu tố và được nuôi dưỡng bằng thực phẩm. Chúng là nhân và thân là quả. Chúng ta cần phải ghi nhớ điều đó. Trên con đường đến tuệ giác, hành giả đã qua được giai đoạn sợ hãi, đã có thể để nó lại đằng sau, thì sự thôi thúc để tu tập và ước muốn được giải thoát phát sinh. Lúc đó, sự nhàm chán và ly dục có thể giúp chúng ta bước vào một sát na đạo nơi chúng ta trải nghiệm được thực tài của sự vật như chúng là. Sát na quả tiếp ngay theo sau có tác động mạnh đến nỗi không có mối nghi nào phát khơi mỗi sát na quả hơi mạnh hơn cây trước đó đôi chút, do đó các sát na trước thường phai nhạt đi một ít trong ký ức. Bao giờ cũng là khoảng khắc sau cùng nhất, là chúng ta có thể nhớ nhiều nhất và đúng phải là như thế, vì sát na đó mang lại hạnh phúc và sự giải thoát lớn nhất. Cũng không ngạc nhiên gì khi sự thật là rất ít người chứng nghiệm được những sát na đạo. Đa số chỉ quan tâm đến tham và sân, và để chúng điều khiển mình cần phải chứng được hai sát na đạo với bao công phu tu tập bao khó nhọc hành thiền trước khi chúng ta có thể đạt đến giai đoạn khi các kiết sử fetter được giảm trừ đạt được đến giai đoạn này vẫn còn hai bước nữa phải đạt được và chúng là những bước khó khăn nhất chúng ta phải buông bỏ bản ngã đến mức sân và thăm có thể hoàn toàn bị hủy diệt sau một sát na đạo khác với kết quả là tất cả năm hạ tầng kiết sử đã được hủy diệt, lúc đó vị ấy sẽ trở thành một vị bất lai, non returner, có nghĩa là vị ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại cõi người. Con đường đi tới không phải dễ dàng, ngay chính đối với vị bất lai, vì vẫn còn năm thượng tầng kiết sử phải được diệt trừ. Chỉ có vị A la hán, người không còn ý niệm về ngã, mới có thể hoàn toàn diệt trừ được các kiết sử này nếu một vị bất lai chết trước khi trở thành một A-la-hán, họ sẽ được tái sinh vào cõi trời, hay cõi phạm thiên. Điều này nghe có vẻ rất hoàn hảo, nhưng thực ra đó chính là một trong năm thượng tầng kiết sư. Và lý do để cho vị thất lai không được trở thành một A-la-hán là vì trong tiềm thức, vị ấy vẫn ước muốn được sinh vào cõi sắc giới hay vô sắc giới. Ở vị bất lai, kiết sử vô minh và mạn mà qua đó các ước muốn vừa kể trên phát khởi, vẫn còn có mặt. Vô mình có nghĩa là vẫn chút ít bám víu vào, ngã. Mạn này không liên quan gì đến tính cao ngạo của một người, nó chỉ có nghĩa là vẫn còn có sự, tự phụ, về một cái ngã. Vì hai kiết sử này mà kiết sử trạo hối cũng có mặt. Dĩ nhiên, không thể so sánh kiết sử này với tâm bất ổn trong cuộc sống thế tục, khiến ta chạy từ nơi này đến nơi khác kiếm tìm hạnh phúc nhưng đối với một vị bất lai vì chốt kinh nghiệm còn sót lại của ngã chưa dứt trừ được mà vị ấy vẫn có cảm giác bất sức về việc chưa hoàn toàn được giải thoát khỏi khổ ở giai đoạn này trên con đường tu sự nhận thức được những gì đang xảy ra ở bên trong thì vi tế hơn trước đó rất nhiều các chướng ngại thô lậu đã qua đi nên dầu cùng một từ ngữ được sử dụng chạo hối mà vị bất lai trải nghiệm ở đây thì vi tế hơn nhiều. Nó được nhận ra ngay lập tức và có thể ngay lập tức được buông bỏ. Tuy nhiên, nó vẫn là dấu hiệu cho biết vị đó vẫn còn phải tu tập thêm nữa. Vị nhất lai muốn trở thành một vị bất lai, thì phương pháp cũng giống như trên. Vị ấy phải quán chiếu các kiết sử và phải rất chắc chắn rằng ba kiết sử đầu tiên đã được diệt và rằng hai kiết sử tham và sân đã được giảm thiểu rất nhiều. Vấn đề không phải là đè nén bất cứ điều gì, mà chỉ là nhận biết uế nhiễm gì vẫn còn lại. Vị nhất lai vẫn còn cảm nhận, cái tôi, ở một mức độ nặng hơn là vị bất lai. Khi vị ấy chú tâm vào đó, quan sát nó, vị ấy biết rằng không có ai ở đó. Tuy nhiên, ở những lúc khác, trong cuộc sống bình thường hàng ngày vị ấy vẫn thường cảm thấy như là có một ai đó nói năng nghĩ suy và phản ứng đó là vì ở một mức độ nào đó vị ấy vẫn còn trải nghiệm tham và sân vì thế vị ấy phải dựa vào chánh kiến vị ấy cần quán tưởng lại những sát na quả cuối cùng và quan sát lại tất cả những sự hiểu biết của mình về tà kiến cua ngã sự hiểu biết này phải rốt ráo và ở mức độ sâu lắng nhất vì để trở thành một vị bất lai là một bước cực kỳ quan trọng đối với bất cứ ai. Sự hiểu biết này không chỉ được nhìn lại trên quan điểm tri thức, mà nó còn phải được cảm nhận, hấp thụ, vị ấy cũng cần phải phát khởi lòng hoàn toàn quy ngưỡng, tự nguyện rũ bỏ tất cả những gì còn dính dáng đến đời sống thế tục. Đặc biệt, bất cứ điều gì trong tâm hay thân mà còn có chút chấp dính vào, cái tôi. Lòng quyết tâm này phải rất mạnh mẽ rồi giống như lần trước sát na đạo lại phát sinh khi tâm đã đến được một điểm lặng nơi không có gì đang xảy ra lần này sát na đạo có thể khác một chút vì tâm đã trở nên quen thuộc với nó khi đã kinh qua được hai sát na giống như thế nó có thể rất ngắn ngủi và sát na quả tiếp theo sau có thể không là gì hơn là sự nhận thức không có nước mắt không hưng phấn chỉ có cái biết rốt ráo và sự rõ ràng với cảm giác giải thoát đi kèm theo một cảm giác cuộc cuối cùng cũng đã làm xong sát na quả này không tạo ra ảnh hưởng giống như trước mà đúng hơn đó là một cảm giác thỏa mãn rằng công phu tu tập đã đạt quả cùng lúc tâm biết rất rõ ràng rằng vẫn còn một số kiết sử phải buông bỏ vị bất lai phải quan sát những kiết sử còn lại và xét xem nếu mình vẫn còn có ước muốn được tái sanh vào trong các cõi giới cao hơn. Điều này có thể được biểu hiện như là ước muốn rằng tất cả mọi thứ đều phải dễ chịu và hợp lý, ước muốn không phải đối đầu với bất cứ điều gì chứa đựng khô. Dĩ nhiên đây cũng là một thái độ rất nhân bản, nhưng đối với vị bất lai thì điều này còn hơn thế nữa. Nó trở thành một sự thôi thúc nội tâm vì cõi sắc giới vi tế và vô sắc giới được coi là nơi chỉ có hạnh phúc, du kha. Cảm giác đó có thể khá mạnh mẽ và phải được nhận biết. Những phần vi tế còn lại của ngã cũng phải được nhận diện. Đức Phật đã khuyên cáo chúng ta đề phòng ước muốn được tái sanh vào các cõi giới cao hơn, vì một khi đã ở đó, chúng ta sẽ ở đó hàng bao kiếp không thể đếm được. Đó là lý do tại sao các vị Phạm Thiên tưởng rằng họ thường hằng trong cõi người, chúng ta luôn có khổ thôi thúc, nhưng đối với một vị bất lai, một khi đã vào trong cõi giới Phạm Thiên, không có khổ, sẽ rất khó cho họ nghĩ tới bước cuối cùng. Đó là lý do tại sao Đức Phật bảo đó là một ước muốn gây trở ngại cho sự tu tập của ta. Vị bất lai được khuyến khích phải bước tới xa hơn nữa không chỉ vì đó là việc cuối cùng cần phải thực hiện nhưng đặc biệt là vì vị ấy có thể cảm nhận rằng sự bất an mong manh còn lại vẫn là khổ chút ước muốn nhỏ nhoi đó dầu là ước muốn được vào cõi giới cao hơn vẫn là đau khổ cái cảm giác vi tế vấn vương của bản ngã vẫn đem lại sự bất an để đi bước cuối cùng này hành giả vẫn theo những hướng dẫn giống như trước có thể khác một chút đó là tâm đã quyết một lần cho tất cả, rằng con người với tâm và thân này hoàn toàn muốn không có mặt. Không còn gì để giữ vị ấy lại, không có gì quan trọng, không có gì cần làm nữa cả. Sát na đảo, lúc nào cũng thế, khó thể diễn tả được thuật ngữ chuyên môn cho nó là, không xảy ra, non ơ Vì ước muốn hoàn toàn được không có mặt này, sát na quả theo sau cũng chứa đựng cảm xúc đó. Điều này nghe thật đáng sợ, chính Đức Phật cũng bảo rằng đối với phàm nhân, người chưa từng chứng nghiệm điều này, đó có thể là một điều khủng khiếp. Nhưng thật ra, điều đó thật tuyệt vời, vì sự biến mất đó tạo ra bao hạnh phúc, trải nghiệm này thật khó diễn tả, có lẽ so sánh tốt nhất là giống như chúng ta rơi vào một đám mây dày và biến mất vào trong đó. Sau đó, không có gì xảy ra trên thế giới này còn có thể tác động đến ta giống như trước nữa. Đó là tất cả những gì đã xảy ra, nhưng giống như bầy trò chơi với trẻ. Chúng ta rất hòa ái với trẻ, thuận làm theo trẻ. Nếu trẻ chơi trò xếp hình, ta cũng hưởng ứng trò chơi đó, cũng giúp trẻ xếp lâu đài. Nhưng ta có coi trò chơi đó là nghiêm túc không? Nếu ai vô tình dẫm lên lâu đài, đứa trẻ sẽ la khóc. Nhưng ta thì không. Và nếu có cơ hội, ta sẽ giúp cho trẻ biết các lâu đài này không đáng xây dựng và không có cái nào là quan trọng. So sánh này có thể đã làm rõ hơn kết quả đó là gì và vị hành giả đã đi được bước đó, đã đạt được sự buông xả hoàn toàn của bản ngã, có thể trở về lại với sự hoàn toàn vắng lặng, kinh an của sự không có mặt này bất cứ lúc nào vị ấy muốn. Trong các kinh kể lại rằng sau khi đạt được niết bàn đức phật đã ngồi an nhiên tự tại trong niềm an lạc của niết bàn trong bảy ngày rồi sau đó ngài đã quyết định sẽ hướng dẫn chúng sanh đi theo con đường ấy sự hoàn toàn vắng lặng của cảm giác về ngã là đích đến trên đạo lộ theo các kinh vì mục đích này những người con từ các lương gia đã rời bỏ gia đình để sống cuộc đời vô gia cư tinh tấn tu tập để cuối cùng nhận biết rằng tất cả những gì cần làm họ đã làm. Không còn phải bước tới nữa. Tủ sách áo làm chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết tập 11 tôi là AI. Của Ni Sư Uya Đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình nhé. Hẹn gặp lại vào cuốn sách mới.